cho gái nhé. Em mang bao lấy chiếc gọn rồi. Chắc được bằng ngày thôi. Ai
này nặng hết đấy, thì em ngồi chợ vất vả đấy. Nào, nước chưa đủ anh mát. Rồi em đi chợ đi, xong là để hai đứa cho hai đứa đốt nhào vậy anh.
Thank you.
Ôi cho ông hết hả? Mà lấy hết nó mới cho đấy, là từ lúc về lá bảo rồi bà đi đâu mà. Mom,
cháu một con gà để cháu về cho ông bà con. Ừ. Cháu bắt được một con nhá. Ừ. Để chú rửa nhá. Rồi rồi rồi. Con gì đấy à? Mẹ mua gà, con gà mái.
Cho gà ăn nhé. Thả cho gà ăn. Đây cho con thả với ạ. Thả gà ăn rồi. Đi chợ về vui không? Vui không? Nước anh đun rồi đấy. Em đắm rửa hay gội đầu gì thì thế các em gội cái đầu. Anh pha nước cho nhá. Nước còn nóng quá không? Bình thường không nóng lắm. Em gội đầu cho. Em ở nhà nấu cơm mà anh với cu lớn đi cắt tóc nhá. Vâng, thì anh với cu cắt tóc. Để đưa cho mẹ nào con. Cu lớn đi cắt tóc với chú nào.
Ok, con chị.